được không nè? Sao? Mẹ làm sao mẹ hay gì? Chưa. Mẹ chưa. Để chú Phát đừng động. Dạ lắm. Ta cháy chưa? Chưa. Thấy gì chưa? Thì nên ta qua thì thấy mà có. Dơ. Bố mà lạnh lắm, nực quá lắm rồi. Bố mà lạnh đi. Đi chỗ khác nha. Không có đụng gì nha. Chịu thôi, nhịn đi. Nãy kêu đúng năng nỉ cho mượn. Cho mượn cái nào? Nếu cô ba cho mượn thôi, cô ba con không chịu. Không có nhiều hỏi mẹ cũng mới chịu. Nhanh đi nhịn đi. Nhanh đi đừng chịu. Ê, vẫn mặt hả Nắm?
ghen à. Mẹ, thịt con à. Thịt con à mẹ. Mắc làm rồi. Điện cày đó anh chị cho của mấy công ty xuất khẩu nước ngoài em, mà ông kiểm hàng á. Nó mời. Tám gì vậy?